Xin chào tất cả mọi người và chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Jason OG. Hôm nay sẽ là một thử thách mà mình đặt ra cho chính bản thân mình, là hoàn thành một cái bài assignment mình phải nộp trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Muốn quay lại xem 48 tiếng của mình nó sẽ như thế nào, và mong các bạn sẽ xem video của mình và học cùng mình, cũng như là xem mình có hoàn thành được cái thử thách này trong vòng 48 giờ không nhé. Bây giờ là 9 giờ sáng ngày 1 tháng 4 năm 2020, và dự kiến 48 tiếng sẽ là trong 2 ngày, và đến ngày 3 tháng 4 là mình phải hoàn thành để nộp cái bài này vào 9 tháng 4. Sẵn sàng, laptop cũng sẵn sàng, và bây giờ let's get started. Giờ là 11 giờ và mình có thể là đã hoàn thành cái phần Excel, và bây giờ thì mình phải làm cái phần report của mình là 1500 từ. Cái phần mà 1500 từ thì cũng là một cái độ dài tương đối so với các bài assignment của mình. Nhiều một bài assignment lớn, cá nhân lớn ấy, thì thường là 3 đến 4000 từ. Đấy, bởi vì sách ở Úc rất là đắt lắm luôn đấy. Ngay cả mua online nhá cũng rất là đắt. Và đừng nói là đến sách giấy thì đắt hơn rất là nhiều, tầm gần 1,5 triệu. Đấy, nói chung là gần 100 đô, còn nếu mà mua sách ebook thì tầm 6 mấy đến 7 mấy đô. Và mình là một đứa không thích bỏ tiền vào mua sách kiểu giáo khoa hay là kiểu học ở trên trường cho lắm. Đây, nên là bây giờ mình phải sign up cái email để có 10 ngày miễn phí dùng thử cái trang web này. Thì mình sẽ cho các bạn xem. Đây là trang web của ai nhờ? Focus, yeah. Đây là trang web Learning Orally gì đấy. Và mình sẽ phải đăng nhập để để đọc cái quyển sách giáo khoa của mình là Marketing Metrics. Bởi vì mình phải viết report, mà viết report thì phải có cái dẫn chứng cụ thể trong sách giáo khoa các thứ thì mới được công nhận, chứ nếu mình chém gió một hồi thì cũng không được, cũng không ổn. Đây, và là quyển sách mà mình phải đọc và phải nghiên cứu. Đây, nên là bây giờ mình sẽ viết tiếp cái bản report của mình 1500 từ. Ôi, và thực ra 11 giờ 10 rồi và mình sẽ phải chuẩn bị ra để nấu ăn và chuẩn bị bữa cơm cho gia đình mình. Nhưng mà mình chắc mình sẽ cố gắng viết một chút cái phần mở bài để có thể ra tiếp nấu ăn cho cả gia đình, không thì mẹ mình sẽ mắng mình chết. Please pray for me. Nói chung là mọi thứ vẫn khá ổn áp bởi vì mình có cà phê mà, nên mình rất là tỉnh táo và mình không buồn ngủ lắm, mặc dù mình đang ngồi ở trên giường rất là cám dỗ đấy, nhưng mà không sao. Hôm nay sẽ có món thứ rán canh canh gì đây, canh sau khoai và thịt kho. Cập nhật vào buổi chiều là mình đã dậy bởi vì mình đã quên báo thức, nên là mình 3:30 mình mới 3 giờ, bây giờ là 3 giờ chiều và bây giờ mình mới dậy. Và đấy, buổi trưa thì mấy chị em nhà mình có cãi nhau một chút nên là mình chỉ ăn được một chén thôi, bình thường mình ăn tầm 2-3 chén gì đấy, nhưng mà trưa nay mình chỉ ăn được một chén và bây giờ mình rất đói bụng và mình sẽ làm món bánh lập chân. Bây giờ mình sẽ làm một bánh lắp chân. Oh.
Và đây là bánh lọc version nồi chiên không dầu. Chính là phiên bản cuối cùng, phiên bản khá gốc của bánh lọc Trần. Một con người đơn giản như mình sẽ làm nước mắm như thế này. Và một con người rất giản đơn sẽ làm nước mắm như thế này. Và đây là phiên bản bánh lọc chiên không dầu. Nó hơi cứng nhưng mà xem cũng nhấn á, xem. Ủa, cả nhân bên trong ăn thử quá. Thì vỏ ngoài khá cứng. Đây. Như một chiếc tảng băng trôi. Tảng băng chiên. Đây nhưng mà thử em xong rồi. Có một chú tôm. Mình thấy các bạn đã thấy tiếng mình ăn rất là cứng. Cứng món ngon. Nhưng mà cũng rất là ngon. Hello, một chút cập nhật buổi chiều. Bởi vì máy mình hết pin nên mình phải dùng điện thoại của mình để quay cho tất cả các bạn. Và sau một ăn bánh lọc cũng khá khá mà mình đã quay lại bạn học của mình. Và lại một thứ nước giải khát mới cho buổi chiều hôm nay. Đấy chính là nước đậu đỏ. À nhầm, nước đậu đen rang nhé. Rất là healthy and balanced. Và nước này là do chị mình làm cho mình. Đấy. Này gì buộc tóc như nhầm. À, xê cố. Và cứ đến độ là vào tầm 4 giờ thì cả nhà đối diện nhà mình sẽ bật nhạc. Một là cái bài Corona và thứ hai là cái bài Việt Nam ơi, Việt Nam ơi. Đấy, và nói chung là chị mình và mình đã ám ảnh hai cái bài đấy chắc tầm một tuần nay rồi. Và mình mong là sắp ấy sẽ người ta giảm tiếng một chút. Bởi vì mỗi chiều tầm 3-4 giờ là người ta bật cái bài này. Đấy, nói chung là như báo thức cho chị em mình biết là bây giờ đã 4 giờ rồi và tầm 1 tiếng nữa thì phải đi nấu ăn. Đấy, cảm ơn cái shop đối diện nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với chiếc bàn học thân yêu của mình, được thiết kế rất là đơn giản và mình có thể di chuyển mọi lúc mọi nơi. Đấy, bởi vì máy ảnh của mình, máy quay của mình đã hết pin nên bây giờ nó đang được sạc như thế này. Đấy. Và mình rất là khuyên các bạn nên làm cái nước đậu đen rang này, rất là tốt. À, trước khi mình tắt máy thì mình sẽ trình diễn các khúc Corona. À, quên nói với mọi người là bây giờ mình đã thay áo quần rồi. Đây là một cái quần cũng khá là, và bộ áo quần cũng khá là nghiêm túc. Bởi vì sáng nay mình đã mắc một sai lầm là đã mặc áo quần đi ngủ để quay luôn. Và để học bài. Bởi vì nếu mà mình nghĩ là nếu mà mình học bài ở nhà ấy thì mình nên là thay áo quần giống như kiểu mình đi ra, chuẩn bị đi ra ngoài như thế thì sẽ làm cái không khí nó nghiêm trọng hơn một chút. Đấy, và nói chung là mình cũng thấy mặc áo quần như thế này hơi khó chịu và không dễ buồn ngủ như là nếu mà mình mặc áo quần ngủ để học bài. Đấy, nói chung là cứ coi như đây là một cuộc sống thường ngày của mình nên là mình cũng cần phải nghiêm túc một chút. Lên mặt mũi miệng đi ra nơi đông người. Corona, Corona. Corona, Corona. App mà mình dùng để quản lý là mình đang làm gì, to do, doing, but done, là mình đang xong những cái gì. Và tên cái app đấy chính là Trello. Và mình sẽ làm một cái video về cái app Trello này nữa. Đây thì mình chép những phần phải làm và những phần đang làm và đã xong. Đấy, nói chung là cũng mới chắc tầm 1/3 chặng đường thôi. Mình ăn tối xong cũng như là rửa chén và vừa lướt mạng một chút thì mình vẫn nhây và mình vẫn chưa đi tắm. Và đây là kết quả của mình. Một thánh trì hoãn là mình đang mở karaoke hát. Không biết bây giờ sẽ hát bài gì nhưng mà nói chung là vì nhạc rất là thích là mình sẽ được hát loang cả nhà mà không ai phản nàn. À, có chị gái mình và em trai mình rất là phản nàn về giọng hát của mình, nhưng mà thôi, mình rất là thích được hát và được nói to.
Mong là các bạn sẽ cảm nhận được cái giọng ca vàng của mình nhé. I'm going under and this time I feel there's no what to say. I'm a quick, 'cause I'm new off, so don't get comfortable. Look, I don't dance now, I make money moves. Say I don't got to dance, I make money moves. If I see you, I don't speak, that means I don't fuck with you. I'm a boss, you a work a bitch, I make 30 moves. Now see, what you gonna do? Who, that's what I'm gonna say. Cardi B, you know where I'm at, you know what I be. I'm in the club, just a party, I'm the, I get paid a fee. I be in another bank so much I know they tired of me. Và bây giờ mình sẽ hát bài Fancy. Xem mình có fancy nhá. First and first on the realest, drop this and the whole world feel it. And I still in the bus, I'm busy, kinda hold you jail. Like I'm a bitch, and I'm fine. You can want a bad bitch like this. Drop it low and pick it up just like this. Got my pace, got my goose, got my crisp. High hell, something gonna have a chicken on my wrist. Chicken on the liquor straight, never chase that. Now rooftop like we're bringing it a backward. Bring the hooks in with the bass and champagne, just feel on the taste that. I'm so fancy. Bạn biết không, lúc mình đang hát karaoke thì có anh chị người ta bảo mình tới chơi. Nên là bây giờ đã là bao nhiêu rồi? 8:30. Và mình vẫn chưa tắm. Và mình vẫn chưa sẵn sàng để quay lại trước bàn học thân yêu của mình nữa. Mà chị mình vẫn đang ăn thêm với cái món bò kho. Chưa ngon. Hắn đắng ngon lênh bênh đấy. Phải. Rồi và đây là ngày thứ 2 mình thực hiện cái thử thách 48 giờ làm assignment của mình. Đấy, và sau một hồi ăn sáng xong rồi vệ sinh cá nhân cũng như là ỉa đái các thứ thì và một đống trì hoãn nữa, nói chung là mình chơi game một chút. Xong rồi bây giờ thì mình sẽ quyết định quay lại học hành và tiếp tục cái thử thách 48 giờ kẹo chắc là không thực hiện xong mất. Thì đấy, nói chung là tối hôm qua mình cũng không có một cái giấc ngủ nó được trọn vẹn cho lắm. Bởi vì muỗi cắn nên là mình không ngủ được. Nên là hôm nay thức dậy thì mình cảm thấy rất là mệt và rất là đau đầu. Nên bây giờ thì mình sẽ làm một chút công việc nhà, mong là nó đỡ hơn một chút. Thì mình sẽ thay áo quần để đấy, như hôm qua mình đã nói là tạo cho một cái môi trường làm việc hay là học tập cho nó sao ta nghiêm túc hơn. Và nhìn có vẻ là mình như mình đi làm hoặc là mình đi học, chứ không phải là mặc cái bộ này. Đây là outfit đi ngủ của mình. Áo quần xong thì hôm nay chắc có lẽ là mình sẽ uống thử cái Nescafe này. Hoặc
Và bây giờ thì mình sẽ phải ra để chuẩn bị bữa trưa cho gia đình nữa. Thì trưa nay thì nhà mình sẽ ăn rất là đơn giản và nói chung là không cầu kỳ lắm. Nói chung là một bữa ăn lười biếng. Đây thì mình sẽ ăn lại cái món bánh lọc ngày hôm qua cộng thêm một chút giam. Ở đây gọi là giam nhưng mà thực ra cái đấy nó là nem. Đấy, nhưng mà nem là chị gái mình đã cuốn tầm chắc gần 100 cái xong rồi để trong ngăn đá, khi nào mình ăn thì mình dán lên lại thôi. Gọi là nồi chiên không dầu để chiên giam và một nồi nước để làm bánh lọc số còn lại của ngày hôm qua. Và đây là có cái bánh lọc lá nữa đây. Và bánh lọc lá này thì mình sẽ hấp ở trong cái nồi cơm điện như thế này. Đấy, cộng với cái món mình ăn từ lúc sáng là bánh này gọi là bánh ướt. Một bữa ăn rất là đơn giản và tráng miệng là có bánh dừa. Phiên bản lỗi của chị gái mình làm từ nồi chiên không dầu. Mà mình chắc chắn là mình không ăn dối bởi vì mình rất sợ đau bụng. Bởi vì chị gái mình là không thể tiếp tục được đâu nhỉ. Chị vẫn... Đó. Và đây là một phiên bản một con người đơn giản và một con người phức tạp tiếp tục ngày thứ hai. Đấy chính là chị mình khi mà ăn nem, khi mà ăn giam chấm với bánh ướt thì chị mình bắt buộc phải làm một nước mắm ngon chứ không được nước mắm qua loa là chỉ ớt và nước mắm. Đây là chân dung chị thôi. Mình đã thử rồi và nó vẫn rất là giòn nên là không sao. Rồi và một bước đơn giản, chọn nhiệt độ là 200 độ C xong rồi bật 15 phút. Đấy, xong. Cái này hấp bánh lọc lá bằng cái nồi cơm điện luôn, rất là tiện. Rồi. Mình không thể học bài được bởi vì chị gái mình mẹ mình bắt đọc cái bài gì mà người phụ nữ trước 30 tuổi phải đọc. Người vào đây chỉ là ngày cuối cùng để mình thực hiện thử thách, không phải ngày nữa mà là chỉ còn một ngày, một tiếng nữa thôi thì mình phải nộp bài rồi. Và đây là bây giờ là 8:05 như các bạn thấy. No, focus over here. Đây là 8:05 thì mình sẽ cố hoàn thành nốt cái phần trình bày cũng như là làm viết thêm tất cả mọi thứ đầy đủ cho 1.500 từ của mình. Đấy, và nói chung cũng nộp cái file Excel cho nó hoàn thiện. Và mong các bạn hãy cổng cho mình để mình có thể hoàn thành đúng giờ. Cà phê sữa đá mình đã uống hết rồi mà mình đã uống gần xong rồi. Nhưng mà đây chính là một cái bạn đồng hành mà mình không thể thiếu trong khi làm cái bài assignment của mình. Đây. Và cũng đã đến cái ngày mà mình phải nộp bài assignment của mình sau 2 ngày vật lộn với cái bài assignment đấy. Và thực sự mình nhận ra một điều là khi làm assignment thì mình nên dành nguyên 1 ngày hay là 2 ngày để làm giải quyết cái phần assignment, cái bài tập của mình cho nó xong. Bởi vì thực ra nếu mà dàn trải cái bài assignment ra rất là nhiều ngày thì rất là mệt và rất là tốn thời gian và mình không thể tập trung được làm những cái việc khác nữa. Nên là đấy, tập trung giải quyết một bài cho nó xong còn hơn là kéo dê ra như thế. Và sau cái thử thách này thì mình càng thấm thía hơn cái câu nói là kỷ luật sẽ giúp mình có nhiều tự do hơn, sẽ mang lại nhiều tự do cho chính bản thân mình hơn. Và đúng thật, nghe là nó rất là lý thuyết và văn hoa, nhưng mà khi mình nhìn lại thì đúng thật
mình nộp bài, hoàn thành bài trước một tuần cái ngày deadline, và mình có một tuần để học những gì mình muốn học. Và nói chung là làm những bài khác này, hay là có nhiều thời, ví dụ là nhiều thời gian chơi hơn, hoặc là nhiều thời gian để làm những việc khác hơn, hơn là kiểu mình phải lo lắng là sắp đến ngày deadline rồi và mình vẫn chưa làm gì, hoặc là mình vẫn chưa làm xong. Đấy, nói chung là cảm thấy rất là thoải mái, nói chung là nó đỡ stress hơn rất là nhiều, mang lại cái sự tự do mà mình tìm kiếm bấy lâu nay, là thoát khỏi cái sự bủa vây của assignment. Và như các bạn đã thấy cái hình ảnh của nhà mình, nói chung là đoàn tham quan du lịch chỉ di chuyển từ phòng khách đến phòng ăn, phòng khách phòng ăn, phòng khách phòng ăn. Đấy, trong cái mùa mà cách ly corona này. Đấy, nhưng mà mình hy vọng là mọi người sẽ thích cái video của mình và sẽ lập cho mình cái thử thách là 48 giờ hoàn thành cái bài assignment. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình, và đừng quên nhấn like hay là subscribe cái kênh YouTube channel của mình là Chechenochi. Hy vọng trong ngày gần nhất thì mình có thể sống trong một môi trường mà không có cái virus corona nữa. Và chào tạm biệt tất cả mọi người, bye bye.